Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga tập kích quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine. Lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Sumy thuộc đông bắc Ukraine, gây mất điện tại một số quận và buộc chính quyền phải sử dụng hệ thống điện dự phòng. Trong tuyên bố đưa ra ngày 17 tháng 9, chính quyền địa phương vùng Sumy vốn giáp với vùng Kursk của Nga cho biết họ đã hứng đợt không kích lớn của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây. Trong đêm, phía Nga đã sử dụng thiết bị bay không người lái loại Shahed thực hiện một cuộc không kích lớn vào vùng Sumy. Hãng tin Ukrinform dẫn thông báo của chính quyền địa phương trên kênh Telegram cho biết, cuộc tấn công đã gây thiệt hại ở các quận Cwołotop, Otiska và Sumy trong khu vực và các cơ sở hạ tầng quan trọng đang sử dụng hệ thống điện dự phòng, các quan chức khu vực xác nhận trên kênh Telegram. Các cơ sở cung cấp nước tại Sumy cho biết cuộc tấn công đã gây mất điện vào ban đêm, khiến họ phải chuyển sang nguồn điện khẩn cấp. Quyền thị trưởng Sumy Atenkova cho biết không có tổn thất về người nào trong thành phố và các công nhân ngành điện đang giải quyết hậu quả của cuộc tấn công. Chính quyền Sumy cũng cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 16 máy bay không người lái trên khu vực này. Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 51 máy bay không người lái tấn công khắp nước này trong đêm và 34 máy bay trong số đó đã bị bắn hạ. Tốc chiến và vây bọc, chiến thuật mới của Ukraine ở Kursk. Giới quan sát phương Tây nhận định Ukraine dường như đang áp dụng chiến thuật mới trong cuộc tấn công vào Kursk, lãnh thổ chủ quyền của Nga. Forbes đưa tin, nhiều nhà quan sát đã bất ngờ khi vào giữa tuần trước, lính công binh Ukraine đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của Moscow dọc theo biên giới hai nước, ngay phía nam của ngôi làng Novyi Put của Nga. Ngôi làng này cách 30 km so với hướng tấn công chính của Ukraine ở Kursk, Nga. Từ đầu tháng 8, khoảng 10 tiểu đoàn Ukraine đã tấn công Kursk và giành quyền kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Tuần trước, giới quan sát đặt ra câu hỏi về việc Ukraine tấn công vào Novyi Put để làm gì, nhưng giờ đây mọi thứ đã rõ ràng hơn. Với xe tăng và máy bay chiến đấu ném bom lượn yểm trợ, một nhóm chiến thuật của Ukraine do Lữ đoàn tấn công đường không số 95 chỉ huy đã tấn công xuyên qua Novyi Put và hướng tới thị trấn gần nhất của Nga là Vesoloe. Theo Forbes, mục tiêu của Ukraine dường như chính là hướng tới mặt trận chính ở Kursk. Nếu Ukraine tấn công về phía đông bắc từ Novyi Put, họ có thể kết nối với đồng đội ở mặt trận chính, cắt đứt thêm một phần lãnh thổ của Nga khỏi tầm kiểm soát của Moscow. Nhóm Kone của Ukraine, một nhóm điều khiển máy bay không người lái hỗ trợ cuộc tấn công Novyi Put cho biết, chúng tôi đã tiến vào những khu vực mới, tính bằng km vào đất Nga. Một nhóm lính nghĩa vụ Nga lên tới hàng nghìn người đang có nguy cơ bị bao vây. Nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ gây ra bất lợi lớn cho Nga ở Kursk. Nếu người Ukraine thực sự đang cố gắng bao vây lực lượng Nga, địa hình Kursk có thể là một yếu tố có lợi cho Kiev. Sông Sêm tạo thành ranh giới tự nhiên dọc theo hầu hết rìa phía bắc của khu vực có nguy cơ bị vây bọc. Lực lượng Ukraine đang tiến về sườn trái và phải. Bom và tên lửa của Ukraine đã phá hủy tất cả các cây cầu cố định bắc qua sông Sêm ở khu vực này. Vì vậy, bất kỳ lực lượng Nga ở phía nam sông Sêm đều phải phụ thuộc vào những cây cầu phao tạm thời hoặc một cây cầu hẹp bắc qua thị trấn Korenovo để tiếp tế. Chính vì lý do này mà Ukraine liên tục bắn phá các cầu phao ngay khi người Nga lắp đặt chúng. Và cũng chính vì lý do này mà một lực lượng Ukraine do tiểu đoàn xung kích 225 neo đậu đã tiến về Korenovo, dường như có ý định cắt đứt cây cầu cố định này. Yếu tố địa hình không phải là tất cả, cán cân lực lượng Kursk có thể ảnh hưởng đến cơ hội thành công của Ukraine trong việc khép lại một vòng vây tiềm tàng. Ukraine dường như đã điều khoảng 10.000 quân cho cuộc tấn công Kursk bằng cả hai mũi nhọn. Moscow có thể đã gửi 38.000 quân vào vùng này, nhưng nhiều người trong số họ là lính nghĩa vụ trẻ tuổi chưa được đào tạo kỹ lưỡng. Các yếu tố dường như đang theo hướng có lợi cho Ukraine. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở góc độ thực tế, Ukraine sẽ có thể không có đủ tiềm lực để thực hiện chiến thuật tốc chiến và vây bọc theo hướng Novyi Put. Điểm yếu lớn nhất của Ukraine chính là họ thiếu nghiêm trọng các phương tiện bọc thép hiện đại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng chỉ có 4 trong số 14 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine mới được thành lập có đủ xe cộ hiện đại. Ông Zelensky cho biết việc thiếu trang thiết bị đang hạn chế năng lực tác chiến của Ukraine trên chiến trường. Chúng tôi có mong muốn, nhưng công cụ thì chưa có, ông cho hay. phương Tây xóa dần những làn danh đỏ ở Ukraine. Cùng với diễn biến của chiến sự Nga-Ukraine, phương Tây đang dần nới lỏng các hạn chế liên quan đến chính sách hỗ trợ quân sự cho Kiev. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí từ các đồng minh phương Tây để duy trì khả năng đối phó Moscow trên chiến trường. Tuy vậy, các nước phương Tây đôi khi do dự cung cấp các vũ khí mà Kiev đề nghị vì lo ngại xung đột sẽ leo thang. Hiện tại, Ukraine đề nghị Mỹ và các đối tác cho phép sử dụng tên lửa tầm xa hơn để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhằm giảm các mối đe dọa từ Moscow. Một số nước NATO đã ủng hộ lời kêu gọi của Kiev, nhưng Washington vẫn đang cân nhắc bởi lo ngại Nga đáp trả. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ Moscow sẽ coi hành động tấn công như vậy là sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc chiến. Hiện chưa rõ phương Tây cuối cùng có tiếp tục vượt qua làn danh đỏ này hay không. Song xuyên suốt cuộc chiến Nga-Ukraine, họ đã nhiều lần xóa nhòa những làn danh đỏ trong chính sách cung cấp vũ khí cho Kiev. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Trong suốt cuộc chiến, Ukraine luôn yêu cầu các đồng minh cung cấp cho họ khả năng tấn công sâu hơn vào phòng tuyến của Nga để phá vỡ chuỗi chỉ huy và hậu cần của đối phương. Mỹ từng trì hoãn việc cung cấp gửi ATACMS vì lo ngại Nga sẽ coi đây là sự leo thang. Tuy vậy, đến tháng 10 năm 2023, Mỹ đã đồng ý cung cấp một phiên bản với tầm bắn tối đa 165 km. Tiếp theo đó là phiên bản tầm xa hơn, được giao vào đầu năm nay với tầm bắn 300 km. Một quan chức Mỹ nói với Reuters vào thời điểm đó rằng vũ khí này cần được sử dụng lần đầu tiên để tấn công vào một căn cứ không quân của Nga ở bán đảo Crimea. Máy bay F-16. Ukraine đã yêu cầu máy bay chiến đấu F-16 ngay khi cuộc chiến bắt đầu để tăng cường khả năng tấn công tầm xa cũng như bắn hạ tên lửa hành trình của Nga. Các phi công Ukraine chỉ bắt đầu được huấn luyện trên các máy bay chiến đấu F-16 vào tháng 8 năm 2023. Đến tháng 7 năm nay, Ukraine được tiếp nhận những chiếc F-16 đầu tiên. Xe tăng từ phương Tây. Mặc dù các đồng minh Đông Âu đã cung cấp cho Ukraine xe tăng từ thời Liên Xô, Kiev vẫn yêu cầu các xe tăng do phương Tây chế tạo. Thỏa thuận cung cấp xe tăng bị trì hoãn do Đức lo ngại động thái này có thể bị Nga coi là leo thang. Tuy nhiên, việc chuyển giao được chấp thuận sau một cuộc đàm phán kéo dài vào tháng 1 năm 2023. Berlin cuối cùng đã chấp thuận cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ của các nước khác cũng như của chính họ. Tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong hơn 2 năm, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công Nga bằng bất kỳ hệ thống vũ khí nào do họ viện trợ. Sau cuộc tấn công của Nga vào tháng 5 năm 2024, gần thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine, Mỹ mới thay đổi lập trường. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự ở biên giới Nga nhằm mục đích phòng vệ. Sau vụ việc bị ám sát hụt lần thứ hai trong vòng 2 tháng trở lại đây, cựu Tổng thống Donald Trump đã lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc này. Ngày 16 tháng 9, trả lời phỏng vấn với truyền thông sau vụ ám sát hụt, ông Trump cho biết ông nghe thấy nhiều tiếng súng nổ trong lúc chơi golf ở Florida và ngay lập tức được mật vụ che chắn đưa lên xe rời khỏi sân. Ông Trump kể rằng bản thân đang chơi golf với một số người bạn, đó là vào buổi sáng Chủ nhật rất yên bình, thời tiết rất đẹp, mọi thứ đều tuyệt đẹp, đây là một nơi tuyệt vời. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng súng nổ trên không và đoán có lẽ là 4 hoặc 5 tiếng súng. Sở mật vụ lập tức biết đó là tiếng súng và họ trồm lên che chắn cho ông Trump. Theo cựu Tổng thống, Sở mật vụ đã đưa ông và bạn chơi golf cùng ông di chuyển theo nhóm, cùng lên xe và di chuyển khá nhanh. Ông Trump nói đã rất muốn đánh nốt cú đánh cuối cùng nhưng quyết định rời khỏi hiện trường. Nói về việc đặc vụ Sở mật vụ phát hiện ra nòng súng của nghi phạm, ông Trump cho biết mật vụ bắt đầu bắn vào phía nòng súng, bắn vào bụi rậm. Lúc này ông chỉ có thể nhìn thấy nòng súng, thế nhưng một đặc vụ bắt đầu bắn và chạy về phía mục tiêu và nổ rất nhiều tiếng súng. Đó là những phát súng mà ông nghe thấy, còn người kia không có cơ hội nổ súng. Cựu Tổng thống cho biết nghi phạm đã băng qua đường, lên chiếc xe để tẩu thoát, nhưng một nhân chứng đã thấy khả nghi nên đã lái ô tô về phía sau xe nghi phạm, chụp ảnh biển số rồi gửi cho văn phòng cảnh sát trưởng. Ông Trump mô tả cách lực lượng an ninh có thể bắt giữ tay súng với sự giúp đỡ của một nhân chứng và ca ngợi người này. Ông kể rằng một người dân thường đã làm một công việc phi thường, liệu có bao nhiêu người có đủ sự nhanh trí để theo dõi nghi phạm và chụp ảnh phía sau xe của hắn. Dựa vào hình ảnh lúc đó, các đặc vụ biết được biển số và đây cũng chính là chìa khóa để tìm ra nghi phạm. Sau khi có biển số xe của nghi phạm, họ có đủ loại công nghệ để có thể xác định chính xác vị trí của chiếc xe này và họ đã xác định được vị trí của nghi phạm trên đường cao tốc. Theo ông Trump, đây là một vụ việc rất bất ngờ, nhưng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và các mật vụ đã làm rất tốt. Ông Trump nói rằng các đặc vụ đã bắt nghi phạm đó vào tù và ông hy vọng hắn ta sẽ ở đó trong một thời gian dài, đồng thời nhấn mạnh đây là một người rất nguy hiểm. Khi được hỏi ông nghĩ gì về hai vụ ám sát nhằm vào bản thân trong vòng 2 tháng vừa qua, ông Trump cho biết bây giờ đang có rất nhiều lời bàn tán về việc này. Theo cựu Tổng thống, nhiều người nghĩ đến Đảng Dân Chủ vì họ cứ nghĩ ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ và những điều tương tự như vậy. Có vẻ như cả hai nghi phạm ám sát đều không thuộc phe cánh tả cực đoan, nên điều tra thêm về nghi phạm trong vụ đầu tiên vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ và khá lạ lùng. Ông Trump cũng đề cập đến việc tăng cường nhân lực cho đội an ninh bảo vệ ông và cựu Tổng thống cũng đã trao đổi vấn đề này với ông Joe Biden khi Tổng thống gọi điện cho người tiền nhiệm sau sự việc. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden và ông Trump đã có cuộc trò chuyện thân tình. Ông Biden bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết ông Trump vẫn an toàn và cựu Tổng thống cảm ơn vì cuộc gọi. Theo quyền giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Ronald Roe, chuyến đi của ông Trump tới sân golf này không được công bố, song chưa rõ vì sao nghi phạm lại biết cựu Tổng thống sẽ đến đây và quyết định mai phục. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi rà soát an ninh tại sân golf, một đặc vụ phát hiện ra một nòng súng thò ra từ bụi cây bên ngoài hàng rào, cách ông Trump chỉ 300 đến 500 mét. Nghi phạm bị bắt giữ sau khoảng 40 phút trốn chạy. Nghi phạm Ryan Routh, 58 tuổi, ngày 16 tháng 9 đã ra tòa ở West Palm Beach và bị cáo buộc 2 tội danh, gồm sở hữu súng khi đã có tiền án và sở hữu súng với số seri bị xóa. Routh có thể bị cáo buộc thêm các tội danh khác. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của Routh khi tìm cách ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Đây là lần thứ 2 ông Trump bị ám sát hụt, lần đầu tiên xảy ra khi ông đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa khi ngày bầu cử đang đến rất gần. Liên quan đến âm mưu ám sát lần 2 nhằm đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, nghi phạm của sự việc đã bày tỏ ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Các bài đăng trên mạng xã hội và một cuốn sách tự xuất bản của Ryan Routh khẳng định có liên quan đến quân đội Ukraine. Ngày 16 tháng 9, Bộ Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine xác nhận Ryan Wesley Routh từng liên lạc với họ, nhưng cho biết đề xuất của người này là ảo tưởng và phủ nhận việc đã chấp nhận đề xuất của Routh tại bất cứ thời điểm nào. Ông Alexander Sauguri, một người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết, Ryan Routh đã đề nghị với phía Ukraine một số lượng lớn tân binh từ các quốc gia khác nhau, nhưng rõ ràng những lời đề nghị này là không thực tế. Người phát ngôn này cho biết, quân đội Ukraine thậm chí còn không trả lời và không có gì để trả lời. Ryan Routh chưa bao giờ là thành viên của quân đoàn và không hợp tác với quân đội Ukraine theo bất cứ cách nào. Đồng thời, ông Sauguri mô tả thông điệp của Ryan Routh là những suy nghĩ ảo tưởng. Vào mùa hè năm 2022, Ryan Routh đã đến Ukraine và trả lời nhiều cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông phương Tây, tự giới thiệu mình là người đã liên lạc với chính phủ ở Kiev và tìm cách chiêu mộ các chiến binh ủng hộ Mỹ từ Afghanistan để chiến đấu ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Newsweek, Ryan Routh nói rằng người này đang tuyển dụng quân cho quân đoàn quốc tế Ukraine. Quân đoàn quốc tế Ukraine là một đơn vị quân đội gồm các tình nguyện viên nước ngoài đã bác bỏ mọi mối liên hệ với người này. Trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội, Routh đã viết rằng sẵn sàng chết vì Ukraine. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, tài khoản mạng xã hội của người này đã bị xóa. Năm 2023, Ryan Routh đã tự xuất bản một cuốn sách dài 291 trang có tựa đề Cuộc chiến không thể thắng của Ukraine. Trong đó có một đoạn ủng hộ việc tấn công ông Donald Trump vì quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Cuối năm 2022, Ryan Routh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để kêu gọi người ngoại quốc tham gia chiến đấu ở Ukraine. Người này nhắm đến những lính nghĩa vụ Afghanistan và tự coi mình là người liên lạc không chính thức cho Ukraine. Con trai của nghi phạm cho biết, Ryan Routh đã tới Ukraine với vai trò là tình nguyện viên hỗ trợ nhân đạo cho quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hiện tại, chưa rõ kế hoạch ám sát nhằm vào ông Donald Trump có liên quan đến tư tưởng ủng hộ Ukraine của người này hay không. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích việc Mỹ chi quá nhiều tiền viện trợ cho Ukraine. Cựu Tổng thống từng đề xuất ý tưởng viện trợ cho Ukraine dưới dạng khoản vay. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết mối liên hệ giữa Ukraine với nghi phạm trong vụ ám sát cho thấy đừng đùa với lửa vì sẽ phải chịu hậu quả rất đắt. Chúng tôi không phải là người nên để tâm, mà là các cơ quan tình báo của Mỹ cần để tâm đến vụ việc. Dù sao đi nữa, việc đùa với lửa sẽ phải chịu hậu quả. Trước tiên đây nên là một mối quan tâm lớn và là cơn đau đầu đối với các cơ quan tình báo của Mỹ. Tất nhiên chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ thông tin từ phía Mỹ và nhận thấy tình hình ở đó rất căng thẳng, bao gồm cả giữa các đối thủ chính trị. Cuộc chạy đua về chính trị đang gia tăng và nhiều phương pháp khác nhau đang được sử dụng. Chúng tôi sẽ theo dõi điều này rất sát sao, nhưng chúng tôi chưa bao giờ can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ và hiện tại cũng không can thiệp. Ngày 16 tháng 9, thành viên liên danh tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, ông J.D. Vance đã có bài phát biểu tại thành phố Atlanta, bang Georgia, trong chiến dịch vận động tranh cử của mình. Phát biểu sau khi ông Trump bị mưu sát tại khu nghỉ dưỡng của mình tại Mar-a-Lago trong khi đang chơi golf, ông Vance cho biết ông Trump có phần tức giận vì không được hoàn thành trận golf. Lúc đó tôi đang ngồi ở nhà với con tôi, và tôi nhận được một cuộc gọi từ ông Trump. Tôi nhấc máy và ông ấy nói, Vance, anh sẽ không tin điều này nhưng họ đã cố gắng làm điều đó một lần nữa. Và tôi nói chuyện gì xảy ra vậy? Ông ấy nói, tôi đang chơi golf và mật vụ đã tìm thấy một người đang mưu sát tôi. Và tôi nói, ôi Chúa ơi, tôi rất vui vì ông vẫn ổn. Ông có ổn không? Mọi thứ đều ổn chứ? Ông ấy nói, tôi ổn. Và đây chính là con người của Donald Trump. Ông ấy nói, tôi hơi tức giận vì tôi sắp thực hiện cú đánh bóng ghi điểm, bớt đi ở lỗ thứ 6, và họ không cho tôi hoàn thành điều đó. Đây là con người thực của ông ấy. Ông ấy gọi cho tôi ngay sau đó, 10 phút sau vụ việc. Và ông ấy tức giận vì họ không cho ông ấy hoàn thành cú đánh bóng ghi điểm, ngay sau khi mà họ tìm thấy một kẻ mang súng. Đó là kiểu người mà bạn muốn trở thành Tổng thống Mỹ đúng không nào? Một người mà không hề nao núng trước bất cứ điều gì, người có thể bông đùa sau vụ ám sát hụt bản thân. Ông Vance cũng đã chỉ trích luận điệu của Đảng Dân Chủ, cho rằng họ đang góp phần kích động bạo lực chống lại ông Trump. Nếu bạn nói với người dân Mỹ rằng người này là mối đe dọa đối với nền dân chủ, nếu bạn nói với người dân Mỹ rằng người này cần phải bị loại bỏ, hầu hết họ sẽ phớt lờ bạn, nhưng một số người sẽ tự mình giải quyết vấn đề và thực sự lắng nghe những lời lẽ của bạn. Tỷ phú Elon Musk vừa xóa một bài đăng trên mạng xã hội X của mình sau vụ ám sát ông Donald Trump ở sân golf. Trong đó, ông nói rằng không ai cố ám sát Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Vị tỷ phú có gần 200 triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội mà ông đã mua với giá 44 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 đang ngày càng đi theo các hệ tư tưởng bảo thủ và đang tích cực ủng hộ ông Trump làm Tổng thống. Dù đã xóa các bài đăng trước đây, ông Musk vẫn tiếp tục, thậm chí tăng mạnh những bình luận kích động khác. Tuần trước, ông nói đùa về việc làm Taylor Swift mang thai sau khi nữ ca sĩ này đăng bài ủng hộ bà Harris. Câu trả lời của ông Musk nhanh chóng bị nhiều người dùng mạng xã hội X lên án và chủ đề trục xuất Elon Musk trở nên thịnh hành trên mạng xã hội X vào sáng 16 tháng 9. Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates cho biết khi trả lời bài đăng của ông Musk rằng bạo lực chỉ nên bị lên án, không bao giờ được khuyến khích hoặc đùa cợt, lời lẽ này là vô trách nhiệm. Trước đây, CEO của Tesla từng đăng nhiều thuyết âm mưu và đấu khẩu với các nhà lãnh đạo và chính trị gia thế giới. Mạng xã hội X đang bị cấm ở Brazil khi ông Musk và một thẩm phán tòa án tối cao Brazil tranh cãi về quyền tự do ngôn luận, các tài khoản cực hữu và thông tin sai lệch. Ông từng bị chỉ trích vì những bài đăng bị cho là khuyến khích bạo lực. Tháng trước, chính phủ Anh kêu gọi ông Musk hành động có trách nhiệm sau khi ông đăng một loạt đoạn lên mạng xã hội X mà các quan chức cho rằng có thể gây ra tình trạng bất ổn bạo lực. Khi mua lại mạng xã hội với tên cũ là Twitter, ông Musk cho biết động lực của ông là bảo vệ quyền tự do ngôn luận chứ không phải tiền. Bà Sarah Krebs, giám đốc Viện Chính sách Công nghệ của Đại học Cornell cho rằng ông Musk từ lâu đã cố mở rộng ranh giới của quyền tự do ngôn luận, một phần bằng cách đưa ra những bình luận bốc đồng, không được sàng lọc về nhiều chủ đề chính trị. Ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương, nữ nghị sĩ Mỹ Taylor Greene cho biết đối tượng bị cáo buộc âm mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bên ngoài sân golf ở Florida bị ám ảnh bởi cuộc xung đột ở Ukraine. Trên mạng xã hội X, nghị sĩ Greene chia sẻ, người đàn ông âm mưu ám sát ông Trump ngày 15 tháng 9 tên là Ryan Wesley Routh. Anh ta bị ám ảnh bởi cuộc chiến tại Ukraine được Mỹ tài trợ. Đi kèm dòng tin nhắn đăng tải, bà Rin chia sẻ hình ảnh các bài đăng trên mạng xã hội của Ruth, bao gồm một bài đăng từ tháng 5, trong đó dường như Ruth đang chiêu mộ quân chiến đấu cho Ukraine. Một tài khoản khác của Ruth trên X đã đăng nhiều tuyên bố ủng hộ Mỹ viện trợ cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Tài khoản này cũng đăng thông tin liên lạc, bao gồm địa chỉ email h.in.ukraine@gmail.com. Nữ nghị sĩ Greene nhấn mạnh đây không phải là trường hợp sói đơn độc, có một âm mưu ám sát ông Donald Trump. Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cho biết đối tượng nổ súng nhằm vào ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Trump có tên là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii. Tuy nhiên, hãng tin không đưa ra thông tin cụ thể. Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Restor cho biết đối tượng nổ súng cách ông Trump từ 365 đến 457 mét và bắn ít nhất 4 lần vào lúc khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Sau khi bị phát hiện, đối tượng này đã bỏ lại khẩu súng trường cùng hai túi đen và các vật dụng khác và chạy trốn bằng một xe ô tô màu đen. Tuy nhiên, sau đó hắn đã bị bắt giữ. Trong cùng diễn biến, ông Vance, liên danh tranh cử của ông Donald Trump, cho biết đã nói chuyện với cựu Tổng thống Mỹ và ông Trump vẫn khỏe mạnh, có tinh thần tốt. Đây là vụ nổ súng thứ hai nhằm vào ông Trump chỉ trong vòng 2 tháng. Hồi tháng 7, ông cũng bị bắn khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Vụ việc này đã làm dấy lên những quan ngại về việc bảo vệ an toàn cho Tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Ngày 16 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Donald Trump sau một âm mưu ám sát nhằm vào ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Tờ The Hill của Mỹ đưa tin, ông Donald Trump nói trong một tuyên bố rằng "Chúng tôi đã có một cuộc gọi rất tốt đẹp, nói chuyện về vấn đề bảo vệ của cơ quan mật vụ Mỹ." Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã có cuộc gọi thân mật với người tiền nhiệm và bày tỏ sự nhẹ nhõm rằng ông Trump vẫn an toàn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án mọi hành vi bạo lực chính trị ở Mỹ, đồng thời chỉ đạo cơ quan mật vụ Mỹ huy động mọi nguồn lực để bảo vệ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông Biden nói rằng, trước khi bắt đầu, tôi muốn đề cập nhanh đến vụ ám sát cựu Tổng thống của chúng ta ở Florida. Tôi khen ngợi Sở Mật vụ vì đã xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp, và ông Trump được bảo vệ an toàn và đối tượng đã bị tạm giam. Quyền Giám đốc Sở Mật vụ đang ở Florida để đánh giá sự việc và xác định liệu có cần thực hiện thêm điều chỉnh nào để đảm bảo sự an toàn của ông Trump hay không. Tôi xin nói rõ rằng, từ tận đáy lòng, không có chỗ cho bạo lực chính trị ở Mỹ. Không có. Không bao giờ. Tôi luôn lên án bạo lực chính trị và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ở Mỹ, chúng ta giải quyết những khác biệt của mình một cách hòa bình, thông qua bầu cử, chứ không phải bằng súng. Nước Mỹ đã phải chịu quá nhiều đau thương, bi kịch do súng đạn của kẻ ám sát gây ra. Điều đó không giải quyết được gì mà chỉ làm chia rẽ đất nước. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều này và không bao giờ cho nó tiếp diễn. Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đã bị buộc tội về 2 tội danh liên quan đến súng sau khi bị cáo buộc nổ súng vào sân golf West Palm Beach của ông Trump ở bang Florida khi cựu Tổng thống có mặt ở đó, khiến một mật vụ phải bắn vào nghi phạm. Vụ việc xảy ra 2 tháng sau khi ông Trump bị ám sát hụt giữa lúc meeting tại bang Pennsylvania. Khi đó, đối tượng ám sát đã bắn sượt qua tai của cựu Tổng thống. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp của Hải quân Mỹ, cơn bão Pulasan, bão số 14 của Nhật Bản, hiện cách căn cứ không quân Kadena khoảng 1.637 km về phía đông nam. Trong 6 giờ qua, bão đã di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 19 km/h. Dự báo cho thấy bão Pulasan sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc Tây Bắc và có thể tiến vào biển Hoa Đông trong 36 đến 48 giờ tới. Dự kiến bão sẽ cách Okinawa khoảng 37 km về phía nam trong khoảng thời gian này. Trong giai đoạn này, bão Pulasan có khả năng không mạnh lên nhiều vì đang bị ảnh hưởng bởi một vùng áp thấp trên cao ở phía Tây Bắc. Sau khoảng 2 ngày, bão có thể sẽ tiếp tục di chuyển qua biển Hoa Đông và có khả năng đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong 3 ngày tới trước khi suy yếu nhanh chóng trên đất liền. Theo dự báo từ Cơ quan Thời tiết Philippines, Pagasa, bão Pulasan vẫn duy trì cường độ khi tiếp tục di chuyển về phía Tây Tây Bắc. Đến lúc 22 giờ ngày 16 tháng 9, bão Pulasan cách phía đông trung Luzon của Philippines khoảng 2.015 km và gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 65 km/h với gió giật lên đến 80 km/h. Vùng ảnh hưởng của bão mở rộng đến 650 km từ tâm bão. Tại Trung Quốc, ngày 16 tháng 9, tỉnh Phúc Kiến đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 để chuẩn bị cho gió, mưa và sóng lớn do bão Pulasan gây ra. Dự báo cho thấy bão Pulasan có thể có hướng di chuyển tương tự như bão Bebinca. Tuy nhiên, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, sự ảnh hưởng của không khí lạnh có thể khiến đường đi của bão thay đổi. Đáng chú ý là cơn bão Bebinca, cơn bão số 13 của mùa bão Thái Bình Dương năm nay, đã tấn công Thượng Hải vào sáng 16 tháng 9 với gió giật mạnh và mưa lớn ở các tỉnh miền đông Trung Quốc, gây ra thiệt hại không nhỏ về hạ tầng cơ sở vật chất. Theo dự báo từ Taiwan News, bão Pulasan sẽ đi theo lộ trình tương tự như bão Bebinca. Vào lúc 2 giờ sáng 16 tháng 9, bão Pulasan nằm cách Elaanbi, cực nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, khoảng 2.650 km về phía đông đông nam. Dự kiến bão sẽ tiếp cận Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 19 tháng 8. Nhà dự báo bão Lin Ten từ Đại học Quốc lập Đài Loan cho biết, đường đi của bão Pulasan có thể giống như bão Bebinca, với dự đoán bão sẽ đi qua Naha, Okinawa vào ngày 18 tháng 9 và đổ bộ vào miền Trung Trung Quốc vào ngày 19 tháng 9. Ông dự đoán bão Pulasan sẽ có cường độ nhẹ. Dù bão Pulasan không ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan, Trung Quốc, nếu đường đi của bão dịch chuyển khoảng 200 đến 300 km về phía nam hoặc bán kính bão mở rộng hơn 150 km, cơn bão có thể gây ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi phía bắc đảo Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17 tháng 9 sẽ tới Ai Cập trong chuyến công du Trung Đông lần thứ 10 nhằm cứu vãn các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực phối hợp với Ai Cập và Qatar để sửa đổi một đề xuất ngừng bắn ở Gaza mà các bên có thể chấp nhận. Đàm phán giữa Hamas và Israel trong nhiều tháng qua vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, ngay cả sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố một đề xuất mà Israel đã đồng ý vào tháng 6. Hamas tuần qua cho biết họ sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn dựa trên đề xuất trước đó mà không có bất kỳ điều kiện mới từ bất kỳ bên nào. Các nhà trung gian tin tưởng các bên sẽ nhất trí đi đến thỏa thuận cuối cùng. Nhà lãnh đạo đối lập Israel Yair Lapid sau cuộc hội đàm với các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh: "Tôi vừa kết thúc cuộc họp dài với Ngoại trưởng Blinken. Trước đó, tôi đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan thảo luận về tình hình ở quê nhà Israel, quan hệ với Mỹ và quan trọng nhất là thỏa thuận con tin cần phải được thực hiện. Israel cần thỏa thuận trao đổi con tin và chấm dứt chiến tranh, và không có tiến trình chính trị hay toan tính chính trị nào được phép ảnh hưởng đến thỏa thuận con tin. Chúng ta phải đưa họ trở về nhà." Theo giới chức Mỹ, phần lớn nội dung thỏa thuận đã được nhất trí, nhưng còn những điểm bế tắc chính, bao gồm bất đồng về chi tiết trao đổi con tin, tù nhân và quyền kiểm soát hành lang Philadelphia, vùng đệm trên biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Thủ tướng Israel Netanyahu đã yêu cầu quân đội Israel được phép duy trì sự hiện diện tại hành lang Philadelphia, nhưng bị Ai Cập và Hamas bác bỏ. Không giống những lần trước, chuyến đi lần này của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Ai Cập không được chính quyền Tổng thống Biden kỳ vọng nhiều về bước đột phá bởi bối cảnh đàm phán khó khăn. Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken không có kế hoạch đến Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, mà phần lớn tập trung thảo luận với giới chức Ai Cập. Trong khi đó, các thủ lĩnh Hamas tuyên bố vẫn đã tuyển được các thế hệ chiến binh mới và đủ nguồn lực cũng như sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao lâu dài chống lại Israel. Giới quan sát cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa thể có trong tầm tay bởi những tham vọng quân sự quá lớn của Israel ở Gaza. Thủ tướng Netanyahu lo sợ việc nhất trí một thỏa thuận có thể làm sụp đổ chính phủ liên minh cứng rắn của ông vì các thành viên phản đối lệnh ngừng bắn với người Palestine. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố chương trình ví số trị giá 13,5 tỷ đô la Mỹ sẽ được chính phủ nước này thực hiện bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tới. Hiện đã có 36 triệu người đăng ký tham gia chương trình để được nhận hỗ trợ 10.000 baht, tương đương khoảng 300 đô la Mỹ mỗi người. Bộ Tài chính Thái Lan cho biết trong thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, đã có 36 triệu người đăng ký tham gia chương trình ví số qua ứng dụng Thangrat để được nhận hỗ trợ 10.000 baht một người. Con số này thấp hơn nhiều so với con số 45 triệu người mà cơ quan này dự kiến trước đó, dẫn tới khả năng chính phủ sẽ tiết kiệm được khoảng 100 tỷ baht trong ngân sách. Chương trình hỗ trợ ví số 10.000 baht được coi là chính sách hàng đầu của Đảng Vì nước Thái sau khi lên cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử tháng 5 2023. Khi đó, chính phủ của cựu Thủ tướng Srettha Thavisin có ý định phân phát tiền số trị giá 10.000 baht cho mỗi người trong số khoảng 50 triệu công dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên để chi tiêu trong khu vực cư trú của mình nhằm kích thích nền kinh tế. Tuy vậy, chương trình đã vấp phải nhiều rào cản liên quan đến nguồn tiền để thực hiện cũng như cách thức chi tiêu và do đó bị trì hoãn nhiều lần. Tuy vậy, chính phủ mới của Thủ tướng Bê tông tan Sinavat cam kết sẽ vẫn xúc tiến chương trình ký số. Nội các đã phê duyệt đề xuất kích thích kinh tế của Bộ Tài chính vào năm 2024. Đề xuất này sẽ dành cho những người sở hữu thẻ phúc lợi không quá 12,41 triệu người và người khuyết tật không quá 2,15 triệu người, với mức 10.000 bạt cho mỗi người bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2024. Giới chức Thái Lan tin tưởng rằng chương trình ví số 10.000 bạt sẽ là một cơn lốc kinh tế quan trọng trong phân phối thu nhập, thúc đẩy chi tiêu và cuối cùng tạo ra tiền lưu thông ở tất cả các khu vực trên khắp đất nước từ cấp nền tảng. Kế hoạch cũng được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy sự đổi mới trong công nghệ số, mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội Thái Lan trong tương lai. Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến ngày 15 tháng 9, số người già có độ tuổi từ 100 trở lên tại nước này đã đạt mức cao kỷ lục với hơn 95.000 người, tăng gần 3.000 người so với năm 2023, đồng thời đánh dấu năm tăng thứ 54 liên tiếp. Theo đó, trong tổng số những người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản hiện nay, phụ nữ chiếm 88,3%, trong khi những cụ ông từ 100 tuổi trở lên chiếm 11,7%. Tính trung bình, tại Nhật Bản cứ 100.000 dân sẽ có 76,49 người có độ tuổi trên 100. Cũng theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tuổi thọ trung bình của người Nhật vào năm 2023 là 87,14 tuổi đối với phụ nữ và 81,09 tuổi đối với nam giới. Kể từ năm 1963, thời điểm Nhật Bản bắt đầu tiến hành thu thập số liệu về người cao tuổi, nước này chỉ có 153 người ở độ tuổi trên 100 và con số này đã tăng lên một cách nhanh chóng, vượt qua 1.000 người vào năm 1981. Năm 1998, con số này vượt quá 10.000 người. Hôm nay là Tết Trung Thu theo lịch âm. Không chỉ Việt Nam, đây cũng là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng ở nhiều nước châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan. Ngoài đèn lồng múa lân, thả hoa đăng thì bánh Trung Thu luôn là một phần không thể thiếu trong dịp này. Tại Trung Quốc, các bánh Trung Thu kiểu dáng mới năm nay vô cùng đắt khách. Năm nay, giới trẻ Trung Quốc đặc biệt săn lùng bánh Trung Thu có hình các nhân vật trong trò chơi điện tử thần thoại đen, Ngộ Không, với hình thù ngộ nghĩnh. Bên cạnh đó, có nhiều tiệm bánh bắt tay với các bảo tàng, kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa vào trong từng chiếc bánh, như mẫu bánh hình các hiện vật đang trưng bày trong bảo tàng, bánh hình danh họa, ấn truyện. Tuy nhiên, năm nay doanh số bánh Trung Thu đã giảm mạnh do chiến dịch chống tham nhũng toàn diện của chính phủ Trung Quốc. Một kênh truyền thông trực tuyến của Trung Quốc đã gọi Tết Trung Thu năm 2024 là lạnh lẽo nhất trong lịch sử. Theo ước tính của một hiệp hội ngành bánh Trung Thu, hầu hết các hộp bánh Trung Thu có giá từ 70 nhân dân tệ đến 220 nhân dân tệ, tương đương 240.000 đến 760.000 đồng vào năm 2024, giảm so với mức giá từ 275.000 đến 970.000 đồng vào năm ngoái. Tổng doanh số bán bánh Trung Thu dự kiến sẽ giảm xuống còn 20 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 70 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm 2023. Sản lượng dự kiến sẽ ở mức 300.000 tấn, giảm 20.000 tấn.